Xì gì đâu đây? Hả? Con đi hành khách. Hành khách? Ừ. Dạ. Xì đi tới đâu? Con đi tới con. Ôi con gì? Xin bằng cái gì nhỉ? Mình với bạn. Tùy ra tùy anh ấy, thế nào mà thấy vui vẻ là được. Đúng rồi, mình không. Nếu mình như rứa thì mình với bạn. Dạ. Không. Muốn cái gì cũng mà xe đi tới đâu à? Dạ con đi tới Cao Bằng. Cao Bằng. Dạ. Cao Bằng Hà Giang. Dạ. Rồi xong rồi đi đâu nữa? Rồi đi về. Đi đâu? Về miền Trung, Tây Nguyên lại. Về Nha Trang, đi phía miền Nam. À, chứ không có tới khi mà chọn điểm dừng à? Chưa. Đi miết đi liên tục đi. Mùa mưa thì tránh, rồi mùa khô thì lại đi. Em cũng như sư nè. Vâng. Thế nhưng mà em đi xe. Đi xe cũng được. Xe miền Trung mà mình thấy hạnh phúc. Những cái điều ước muốn của mình đấy. Cái mình chẳng hạn bây giờ mình đi xe như thế này để mình hành trình đường đấy mà thấy mình thỏa mãn với cái nguyện vọng của mình ấy là được, tốt đẹp. Chứ giờ mình đi xe nhưng mà mình, chẳng hạn bây giờ mình đi là không được biết, tại vì đi rồi là phải có cái chi phí, chứ không có hết chi phí. Vừa đi vừa kiểu tính toán làm việc rồi các thứ này, dành không có dành nhiều thời gian cho bản thân ở bên trong nhiều được. Vâng. Một tí. Nhưng như sư thì con lại còn đi suốt lại vì con không có tính toán đó, còn đi nó không có chi phí. Dạ. Tốn kém đi. Dạ. Khách thật họ bố thí cho tới cái chỗ bóng. Em với sư tới đây ngồi nói chuyện xíu à. Ai chà. Sư đi bao lâu rồi ạ? 19 tuổi. 2019. Ừ, anh phải để xe trong này chứ không xe. Dạ không sao đâu, đường dài người ta thấy. Em coi sư ở trên mạng nhiều rồi, bây giờ mới được gặp sư. Tuổi bên ngoài của sư năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thành 44. Dạ 44 à. Con chào sư. Năm nay con 44 rồi. Sinh tuổi 81. 81 hả? Dạ, con thì quê gốc thì ở Hà Tĩnh. Mình hộ khẩu thường trú ở Gia Lai. Mình đi tu hành, học tập tu hành năm 2015. Cuối 15, đầu 16 thì con đi rồi. 9 năm. Dạ. Mình đi nhưng mà con ở chùa mất đi 3 năm. Sư ở Gia Lai, sư ở chỗ nào? Dạ. Sư đừng có gọi bằng con, sư gọi như vậy con tổn thọ. Cái đấy không, anh không nhận thì anh không có tổn thọ được. Tại vì khi mà cho ai mà cho anh một món quà mà anh chưa nhận thì đâu có thuộc về anh đâu. Thế mà làm kiểu như con rồi rồi.